Những ai mà đang sở hữu những cái đầu 5.1 Samsung á thì thường hay gặp mà những cái trường hợp đó là nếu mà không có remote á thì nó sẽ tự, khi mà mình chơi DVD hay là AUX thì có thể nó sẽ tự chuyển qua cái chế độ là 2.1 giống như thế này, stereo. Đó, nếu mà không có remote thì mình không thể chuyển được chế độ 5.1 chơi đầy đủ 6 loa, 5 loa con và 5 loa con và một cái sub 5.1 là đủ 6 loa. Thì với trường hợp này thì chỉ chơi được là cặp front thôi, cặp loa trước thôi, left, right và subwoofer thôi, là 3 loa. Đó. Còn nếu mà mình có cái remote như thế này, remote của Samsung như thế này, thì mình sẽ chuyển qua được chế độ 5.1 rất là dễ dàng. Đây 5.1 đây. Đó 5.1 thì mình sẽ chơi được tất cả là 6 loa, cặp trước, cặp sau, center và subwoofer, 6 loa. Cho nên rất cần cái remote để mà chuyển sang chế độ 5.1 và stereo tùy thích. Hiện tại thì mình đang có bán những cái remote Samsung như thế này với giá là 300 ngàn thôi, thì mình sẽ chuyển được những chế độ qua 2.1 và 5.1 thì. Stereo là không có hát, center nó sẽ không có hát, chỉ có cặp front thôi. Front là trước thôi, là mới hát thôi. Nhưng mà hiện tại mình đang chỉ kết nối chỉ có bộ center thôi, cho nên không hát. Chuyển qua chế độ khác thì mới hát được center. Đó. Cho nên rất cần cái remote ha. Bạn nào cần remote thì liên hệ với mình, giá là 300 ngàn một cái remote thế này, không bao ship nha, không bao ship remote Samsung.